Paradise đằng sau. Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được mối mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sống ai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thấy sự hay của tên mình. Lỡ qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi cong.
Ok, hôm nay thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà thiếu được bài đó Hoa Hồng. Và hơn thế nữa đó là Chipu đã đem bản mashup Finding You ca khúc mới. Chúc mừng bạn đã ra mắt thành công ca khúc. Và lại có thêm một vai trò, đó chính là đại sứ thương hiệu của thương hiệu kem Magnum. Bạn cảm thấy như thế nào khi mình là người được lựa chọn? Lần đầu tiên thì cho Chipu xin gửi lời chào thân thương nhất tới gia đình Magnum cũng như toàn thể các anh chị em nghệ sĩ đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Thực sự bản thân chị thì cảm thấy rất là tự hào cũng như là vinh hạnh khi mà mình có cơ hội được đồng hành cùng với Magnum. Và chị nghĩ rằng là cái chặng đường của chị trong suốt thời gian vừa qua, khi mà không ngừng nỗ lực và chứng minh rằng là con đường của mình, đam mê của mình có thể bỏ qua mọi định kiến cũng như là những cái thử thách để có thể duy trì và tiếp tục chinh phục những cái đỉnh cao mới trong sự nghiệp, thì đó là một cái thông điệp mà chị nghĩ rằng là giữa chị và Magnum có cái sự gọi là tương đồng với nhau. Bởi vậy nên khi được đồng hành cùng với Magnum để truyền tải những cái thông điệp tuyệt vời như vậy thì chị cảm thấy rất là vinh hạnh. Cảm ơn chị. Hồi nãy đó xin thấy khi mà trình diễn thì chị đã kịp cắn một cái miếng cây kem Magnum Lux mới. Thì bạn cho biết cảm nghĩ của mình khi được thưởng thức phiên bản mới của Magnum Lux. Thực sự là trong kịch bản không hề có cái đoạn là Chipu cắn cây kem. Nhưng mà lúc mà mình diễn á, mình nhìn kem là bản thân chị là một người rất là thích ăn kem. Khi mà mình diễn xong mình cắn luôn một cái miếng, mà mình giữ cái miếng đấy trong miệng đến lúc mình hát xong cái bài luôn. À, hay quá. Vậy hả? Tôi nghĩ là cái sức hấp dẫn của Magnum đấy mọi người. Khi mà mình nhìn thấy cái kem Magnum là mình không thể nào mình cưỡng lại cái sức hấp dẫn đấy được. Nên mình quyết tâm là dù đang hát là mình phải cắn một miếng. Và khi mà miếng kem Magnum đấy ấy, thì không biết tất cả các khách mời ở đây mọi người đã trải nghiệm Magnum Lux chưa ạ? Mọi người đã trải nghiệm chưa ạ? Mọi người đã ăn thử chưa ạ? Mọi người ăn thấy ngon không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tớ xin chưa được cắn luôn nè. Thấy mọi người ở dưới ai cũng có kem mà cả Chipu nữa, mình canh tị. Đấy là một cái sự trải nghiệm tận hưởng cực kỳ là đỉnh cao luôn anh. Tại vì với Magnum Lux ấy, thì chúng ta thấy là loại dòng kem này có đa tầng. Và ở ngoài có một lớp sô-cô-la bì cao cấp này. Khi mà cắn thì nó còn hòa quyện với cả cái mảnh vụn của cái bánh quy nữa. Oh yes. Đó. Thì cắn crack. Xong crack một cái là ở trong là kem sô-cô-la và caramel. Một cái lớp caramel mà kiểu gọi là bơ, bánh quy vậy đó. Một lớp sốt cực kỳ là hoàn hảo. Còn vị ngọt thì sao? Người ta gọi là bùng nổ vị giác. Ok. Nếu để nói một lời gửi đến những người khách hàng, khán giả là những người mà có cùng cái đam mê với thương hiệu kem Magnum, thì Chipu sẽ gửi đến họ điều gì? Với bản thân Chi thì chị cảm thấy rằng là chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào thì tình yêu hay là đam mê thì cũng cần có cái sự nuôi dưỡng và cái sự kiên định nhất định đúng không? Và bản thân Chi thì cảm thấy rằng là Chi và Magnum đều muốn truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp nhất và muốn truyền động lực cho tất cả những người yêu Magnum là chúng ta hãy cứ dám theo đuổi đam mê và dám khẳng định bản thân mình với những cái điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống, với những điều mà chúng ta khao khát trong cuộc sống, và đặc biệt là hãy dám tận hưởng tất cả những cái trải nghiệm trong cuộc sống này. Cảm ơn Chipu, và đó là thông điệp mà Magnum cũng như Dustin luôn theo đuổi, đó chính là hãy tận hưởng trong từng khoảnh khắc cuộc sống và dám khẳng định mình giống như Chipu đã làm. Chúc mừng bạn. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn dành cho đại sứ thương hiệu mới của Magnum 2024, Chipu! Cảm ơn Chipu! Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ tạm biệt Chipu để đến với phần tiếp theo của chương trình. Mọi người có đoán đó được là phần gì không ạ? Mọi người có thấy ở những...